bạn, khi du học Mỹ thì phụ huynh và các bạn học sinh luôn thắc mắc chi tiêu cá nhân một năm khoảng bao nhiêu và gồm những khoản gì. Thì Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn làm hồ sơ du học du lịch các nước, xin chia sẻ chi tiết về học bổng, học phí, điều kiện nhập học tại trường Pittsburgh State University, được gọi tắt là BSU. Thì hiện nay trường BSU đang có chương trình học bổng từ 1.000 đô la Mỹ cho đến 9.500 đô la Mỹ. Thì để chi tiết hơn về cái chương trình học bổng, các bạn có thể truy cập website tundaiduong.edu.vn để tham khảo chi tiết. Thì trường đại học BSU là trường công lập có thứ hạng cao tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ. Trường có khuôn viên hơn 240 ha và lượng học sinh đăng ký hàng năm là khoảng 6.166. Trường được thành lập năm 1903 và tọa lạc trong khuôn viên tuyệt vời ở phía đông nam của Kansas. Điểm nhấn tại trường BSU là tập trung vào việc dạy học, luôn tạo cho học sinh một môi trường mà học sinh là mối quan tâm hàng đầu. Sĩ số lớp học nhỏ nhằm tạo sự tương tác tốt nhất giữa học sinh và giáo viên. Trường đào tạo bằng cử nhân, thạc sĩ, bằng chuyên nghiệp giáo dục, bằng cao đẳng và chứng chỉ nghề tại 4 trường đại học: Đại học Khoa học và Nghệ thuật, Đại học Kinh doanh, Đại học Giáo dục và Đại học Công nghệ. Và các trường đại học trực thuộc về chương trình Đại học Khoa học và Nghệ thuật thì gồm có Nghệ thuật, Sinh học, Hóa học, Giao tiếp, Tiếng Anh, Gia đình và Khoa học Khách hàng, Lịch sử, Khoa học Xã hội, Toán học, Ngôn ngữ hiện đại, Âm nhạc. Đối với chương trình Đại học Kinh doanh thì có Kế toán, Hệ thống Công nghệ Máy tính, Kinh tế, Tài chánh, Ngân hàng, Quản lý và Marketing. Về Đại học Giáo dục thì có các chuyên ngành về Sức khỏe, Sáng tạo và Hành vi con người, Giảng dạy và Lãnh đạo, Tâm lý học. Về Đại học Công nghệ thì có các chuyên ngành như là Công nghệ tự động, công nghệ kỹ thuật và Quản lý xây dựng. Thì lý do tại sao lại chọn trường BSU để du học? Thì trường BSU là một trong 10 trường có tỷ lệ máy tính trang bị cho sinh viên cao nhất tại Mỹ. 89% giảng viên của BSU đều sở hữu bằng cấp cao trong lĩnh vực của mình. Có hơn 150 tổ chức triển khai tối đa các kỹ năng của bản thân. Trường có hơn 100 ngành đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ như là mức học phí thuộc loại rẻ nhất trong khu vực, đó là 12.000 cho tới 13.000 đô la Mỹ một năm. Thì khoa kinh doanh của trường được chứng nhận bởi Hiệp hội các trường kinh doanh danh tiếng AICFB. Thì chương trình MBA của trường cũng được đánh giá trong top 15 chương trình MBA hàng đầu nước Mỹ. 80% sinh viên BSU có việc làm hoặc theo học cao hơn chỉ 6 tháng sau là khi tốt nghiệp. Lương khởi điểm thường trên mức lương trung bình của quốc gia. Thì trường BSU nằm tại bang Kansas. Thì bang Kansas có dân số khoảng 20.000 người, là cộng đồng thân thiện và là đối tác lớn của các trường đại học. Ở đây được mệnh danh là College Town, thủ phủ của các trường đại học, với những điểm nổi bật như là mức chi phí thấp, thành phố an toàn và thân thiện, giao thông công cộng miễn phí quanh khu vực nội thành, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C và có 4 mùa xuân hạ thu đông. Thành phố được tọa lạc ở vị trí trung tâm và dễ dàng di chuyển đến thành phố khác. Thì khóa ghi danh thì có kỳ mùa thu là bắt đầu vào tháng 8, và khóa mùa xuân là bắt đầu từ tháng 1 và khóa mùa hè là bắt đầu từ tháng 6. Về chi phí một năm, đối với khóa sau đại học, học phí là 16.336 đô la Mỹ, bảo hiểm là 1.489 đô la Mỹ, chi phí sinh hoạt là 1.000, tổng là một năm là 25.981 đô la Mỹ cho khóa sau đại học. Và đối với khóa đại học, học phí là 16.336 đô la Mỹ, bảo hiểm là 1.489 đô la Mỹ, chi phí sinh hoạt là 1.000, tổng chi phí một năm của đại học là 25.981 đô la Mỹ. Đối với chương trình tiếng Anh, học phí là 11.654 đô la Mỹ, bảo hiểm là 1.489 đô la Mỹ, chi phí sinh hoạt là 7.156 đô la Mỹ. Vậy tổng chương trình tiếng Anh cho một năm các bạn phải chi đó là 21.299 đô la Mỹ. Đối với những mức phí này có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Thì để chi tiết hơn từng thời điểm mức phí như thế nào, các bạn có thể liên hệ với tư vấn viên tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, Mỹ là quốc gia có hệ thống trường đại học tốt nhất trên thế giới, với cái hệ thống giáo dục xuất sắc, cơ hội lựa chọn ngành nghề thích hợp, kỹ thuật công nghệ lại rất là hiện đại, hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu. Thì thực sự du học Mỹ là thiên đường của sinh viên quốc tế. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ với Loan Anh, sinh viên năm thứ nhất ngành ngân hàng tại trường Kinh tế Tài chánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thì Loan Anh đến từ Đồng Nai sẽ cùng chia sẻ với chúng ta những cái kinh nghiệm thực tế làm sao Loan Anh có được visa. Xin chào Loan Anh. Chào chị. Thì Loan Anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Mình tên là Trần Thị Loan Anh, năm nay 18 tuổi, đến từ Đồng Nai, đang là sinh viên năm nhất ngành ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
Thì cái dự định của em là đi du học Mỹ là mới bắt đầu ở đây thôi hay là đã ấp ủ từ lâu lắm rồi? Ý định đi du học của em thì được ấp ủ từ năm em học cấp 3. Và đến nay là em đang là sinh viên năm nhất. Thì ước mơ của em ấp ủ nó ngày càng lớn lên. Và em quyết định chọn du học Mỹ để thực hiện được cái ước mơ đó. Thì qua Mỹ chắc anh sẽ học trường nào? Dạ, em sẽ học tại trường Wayne University at Charlotte, bang North Carolina. Bang này á, là em có người thân. Và bang này nổi tiếng về các trường đại học tư. Thì nhiệt độ, cái khí hậu thì gần giống như Việt Nam, chỉ có là mùa đông thì hầu hết là nó lạnh, thì hầu hết tất cả các nước Mỹ nó đều lạnh rồi. Em dự định là khoảng 4 năm rưỡi đến 5 năm. Đầu tiên em sẽ học tại ELS Language Center trong 6 tháng. Rồi sau đó em sẽ tiếp tục học đại học tại Wayne University at Charlotte trong 4 năm. Thế cái dự định sau khi em học xong đại học thì như thế nào hả Lan Anh ha? Chắc là em sẽ học lên thạc sĩ. Thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Qua bạn bè em giới thiệu và bạn bè em đã đậu visa khi làm tại công ty Tân Đại Dương. Chị tư vấn của em là chị Quỳnh. Em cảm thấy là chị rất là nhiệt tình, giống như chị hướng dẫn cho em rất là nhiệt tình luôn á. Rồi tiếp là tới anh Khôi. Anh Khôi giống hướng dẫn từng chút một là em phải trả lời như thế nào cho nó lưu loát, rồi cho nó hợp lý vậy. Xong rồi tới anh Bảo Anh là người làm cho em tự tin nhất để phỏng vấn ngày hôm nay. Khi mà trước khi em phỏng vấn một ngày á, là em còn sợ. Rồi chị Quỳnh còn la em, chị Quỳnh nói em phải là nói lớn lên rồi tự tin. Sau khi học với anh Bảo Anh xong là em thấy mình tự tin, là không còn run sợ nữa. Thì trong quá trình em học phỏng vấn thì có những thêm những cái kỷ niệm đối với những cái du học sinh khác hay không? Dạ, có, là em thấy khi mà em vô lớp học thì mấy bạn đậu visa cứ đi vô xong rồi mấy bạn được chụp hình. Em mấy bữa đầu tiên em cũng mơ ước là ước chị mình được chụp hình như vậy. Em cố gắng. Thì thấy các bạn đó thì mình cũng rất là nôn nóng trong cái thời gian mình chưa có đi phỏng vấn đúng không em? Dạ. Thì bây giờ em đã có visa rồi, cũng giống như những các bạn khác mà đã khi có visa rồi thì lại chụp hình với anh Khôi, với những cái tư vấn viên ha. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em những cái chia sẻ và những cái khó khăn cũng đã qua rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị hành trang để đi du học Mỹ. Dạ. Cảm ơn công ty.